Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hát bài Ba tặng những anh em người thân. Bài này rất là kinh điển của thập niên 80. Đó là bản nhạc của Pháp. Đây, mình đã nghe ta từ lâu rồi. Nay mình sẽ hát lại bài này cho mọi người cùng nghe và cho gia đình nhá. Tôi chẳng vỗ tay đi. Nhớ lúc xưa cha tôi làm ăn vất vả để nuôi mình tôi, muốn thấy tôi được lớn khôn, chân mang giày cơm no áo ấm. Có những đêm cha hay ngồi canh bên giường đắp chăn giùm tôi, muốn nghe tôi đọc hết kinh trước khi rời cha hôn trang tôi. Tôi vẫn biết mẹ tôi đang yếu dần, cha lo biết mẹ tôi sống không lâu, không được lâu. Ngày mẹ đi, cha tôi kêu van thấu trời, cứ nhắc mãi Chúa ơi sao không là con. Có những đêm cha hay ngồi trên ghế vàng chiếc đi màn đêm, nhất quyết không xa căn phòng vắng kia, bởi vì mẹ cũng đang ở đây. Đến lúc cha nói tôi rằng cha rất thấy tôi lớn khôn, con hay nên tự lắng lo, cha một mình không sao. Yes, ok đi con. Cha còn đó ngày tháng và nhớ tương lai, con đây không sao nhé cha, con một mình không sao nhé cha. Con một mình không sao nhé cha. Xin chào người chơi dấu. Tôi sẽ vỗ tay đi.